Thưa quý vị, hôm qua tại Cebu Philippines, gạo ST25 của anh hùng lao động Hồ Quang Cua một lần nữa thắng giải gạo ngon nhất thế giới. Như vậy, đây là lần thứ hai loại gạo đặc sản này của tỉnh Sóc Trăng giành ngôi vị gạo ngon nhất thế giới tại hội thi danh giá này. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của hơn 10 quốc gia và 30 mẫu gạo được gửi dự thi. Kết quả gạo ST25 đạt dễ nhất, gạo của Campuchia đạt dễ nhì và Ấn Độ đạt dễ ba được nghiên cứu và cải tiến dựa trên các đặc tính phù hợp với địa hình canh tác trong nước nên gạo ST25 mang các đặc điểm phù hợp với thị hiếu dùng gạo của phần lớn người Việt hạt gạo dài trắng trồng khi vừa thu hoạch trải qua các công đoạn chế biến gạo thành phẩm đến khi nấu chính vẫn giữ được mùi thơm tự nhiên cơm dẻo rau nước để nguội vẫn mềm ngon hiện gạo ST25 đã đưa sóc trăng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phân khúc gạo thơm đồng thời là dấu ấn đáng nhớ khi gạo Việt Nam chất lượng cao đã được thế giới đón nhận rộng rãi. Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới là sự kiện thường niên quốc tế được The Right Trader của Mỹ tổ chức lần đầu vào năm 2009 với mục tiêu tìm hướng đi và xu hướng cho thị trường lúa gạo Năm 2019, gạo ST25 giành giải cao nhất tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2019 World Best Rice do The Rice Trader tổ chức trong khuôn khổ hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ 11 tại Manila, Philippines.